Nếu công viên Seta là nơi dành cho du khách với những hoạt động, sự kiện ngoài trời sôi động thì công viên Limoni là nơi mà đơn vị Eco Group dành cho những cư dân nhí tại San Juan City, New An Thới. Công viên là cái khu vườn cây trái chịu quả cùng với rất nhiều các hoạt động thể thao, sân chơi cho bé. Tại đây thì đơn vị là Eco Group mong muốn mang tới cho những cái cư dân nhí những cái phút giây vui chơi thoải mái và những trải nghiệm mà thực tế về thiên nhiên cũng như là cây cảnh. Và mới đây thì cái ban tổ chức của giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA vừa tổ chức cái lễ vinh danh trực tuyến dành cho các cái giải thưởng của năm 2021. Và chúng ta đón một cái tin vui là San Juan City, New An Thới đã chiến thắng trong giải thưởng của APPA 2021 với cái dự án có kiến trúc phức hợp tốt nhất Việt Nam. San Juan City, New An Thới được Hội đồng Giám khảo Quốc tế đánh giá cao ở cái mô hình quy hoạch siêu khối thông minh và đang thịnh hành trên toàn thế giới. Mô hình quy hoạch Super Blocks với những cái khối nhà có chiều cao tương đồng và nằm san sát với các cái con đường cắt nhau vuông góc tạo thành những khu phố hình thành hình khối vuông hoặc là hình chữ nhật như ô bàn cờ, giúp cân bằng các yếu tố về an cư, kinh doanh cho cư dân. Đây cũng là cái quy hoạch vàng đáp ứng cho các mục tiêu phát triển thịnh vượng trong tương lai của thành phố đảo Ngọc Phú Quốc. Và chúng ta sẽ nói về San Juan City, New An Thới về cái việc quy hoạch siêu khối chính là cái chìa khóa biển của Nam Phú Quốc, biến Nam Phú Quốc thành đô thị kiểu mẫu của Việt Nam. Và thứ nhất là giải thưởng của chúng ta cũng đã được các chuyên gia quốc tế thừa nhận. Thứ hai là đây là cái khu đô thị đáng sống nhất tại Việt Nam trong năm 2021. Và mình cũng đã phân phối rất nhiều các dự án đô thị hàng đầu của Việt Nam như Vinhome Ocean Park, như là Eco Park, là những dự án có thể nói là hàng đầu tại khu vực phía Bắc. Thì đến với San Juan City, New An Thới thì một cái khu đô thị nằm ngay sát biển, nằm trong hệ sinh thái của Sun Group, thì đây cũng là một trong những cái dự án đáng sở hữu cũng như là đáng sống nhất Việt Nam. Và quy hoạch dạng Super Block, ô bàn cờ hay là siêu khối được coi là hình mẫu kinh điển của các cái khu đô thị trên thế giới, với những ưu điểm về giao thông, không gian xanh, mặt phố thương mại. Và tại Nam Phú Quốc thì chúng ta đã có mô hình San Juan City, New An Thới này được áp dụng chính cái quy hoạch dạng Super Block. Và mô hình quy hoạch của thành phố dạng Super Block với các cái con đường cắt nhau vuông góc tạo thành các cái ô vuông hoặc là chữ nhật như các ô bàn cờ được áp dụng phát triển tại nhiều cái thành phố tiêu biểu của các quốc gia như Mỹ, Thụy Điển, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Trong đó thì chúng ta nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện về quận Example nằm tại trung tâm của thành phố Barcelona của Tây Ban Nha và luôn được cái giới kiến trúc đưa ra như một truyền thuyết. Vào những năm 1850, Barcelona là một cái thành phố đứng trên bờ vực sụp đổ do sự phát triển quá nhanh của các cái ngành công nghiệp và sự gia tăng dân số mạnh mẽ. Trong đó thì cái quỹ đất nó chỉ có giới hạn. Để cày tổ thì chính quyền đã quyết định quy hoạch lại khu thành phố theo mô hình siêu khối, tức là đặt các cái khu dân cư bao quanh bởi những con đường theo từng ô. Như vậy thì diện tích đất sử dụng được tối đa mà tờ The Guardian gọi đó là tiết kiệm từng cm. Nhờ có cái chính sách phá vỡ tất cả để quy hoạch lại thành phố theo ô bàn cờ thì Barcelona đã đạt được nhiều thành công lớn như mở rộng những tuyến đường vốn chật hẹp, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao tuổi thọ của người dân và mở ra nhiều cái không gian xanh, không gian công cộng, phố đi bộ cho người dân và gia tăng nhiều dịch vụ kinh doanh thương mại trong các cái tuyến phố không phương tiện giao thông. Và một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhờ cái quy hoạch ô bàn cờ mà cái lượng khí của NO2 trong thành phố đã giảm xuống 24%, tuổi thọ trung bình của người dân tăng gần 200 ngày, đồng thời tiết kiệm cho thành phố khoảng 1,7 tỷ euro mỗi năm. Những cái đại lộ giao nhau hình bàn cờ giúp giảm thiểu cái dung lượng giao thông, chia sẻ áp lực giao thông cho các cái trục đường chính. Thì Barcelona đã ghi nhận cái sự gia tăng của các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ lên đến 30% nhờ cho những cái tuyến đường đi bộ khi hệ thống không gian công cộng được mở rộng. Và tham chiếu với Phú Quốc thì mỗi năm đảo Ngọc đón từ 2018 thì đón trên 5 triệu lượt khách và tốc độ tăng trưởng du lịch lên tới 30% trên năm.
vượt qua nhiều các cái thủ phủ du lịch trên khắp cả nước, và cộng thêm cái tốc độ gia tăng dân số ở mức 26%, gấp 3,5 lần thủ đô Hà Nội, thì Đảo Ngọc đang cần áp dụng cái mô hình quy hoạch siêu khối để không trở thành một Barcelona của những năm 1850. Và Phú Quốc hành trình chuẩn bị khoác lên mình một tấm áo của mới, đã gấp rút xây dựng cái hệ thống trục đường giao thông Nam Bắc và đường vòng quanh đảo cũng đã hoàn thiện. Cảng hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế liên tục được nâng cấp và tạo nên một bộ mặt mới cho Phú Quốc. Đặc biệt thì mới đây cái quần thể nghỉ dưỡng giải trí thủ đô của Sun Group áp dụng mô hình quy hoạch Super Block tự nhiên tương tự như Barcelona cho cái dự án khu đô thị đảo đầu tiên của Phú Quốc là Sun Grand City Lý Văn Thới thì cũng được hoàn thiện, và chủ đầu tư Sun Group cho biết là đô thị được thiết kế lưỡng để tối ưu lưu lượng giao thông, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận không gian xanh cho trong đô thị và sinh hoạt và thương mại. Các khu dân cư được chia nhỏ nhằm đảm bảo cái khoảng cách hợp lý giữa các dãy nhà ở cũng như là công viên cây xanh, tiện ích giao thông, giáo dục, y tế. Không gian đô thị còn được đan xen linh hoạt giữa các khoảng xanh, ưu tiên đường cho xe đạp đi bộ, và dễ nhận thấy hình ảnh của những tuyến phố đi bộ nổi tiếng Việt Nam như Nguyễn Huệ, Hồ Gươm sẽ được tái hiện tại Phú Quốc trong một diện mạo tươi mới. Và đây cũng là một trong những cái giải pháp mà chủ đầu tư Sun Group nhằm kéo dài cái thời gian du khách tham quan, kích thích nhu cầu mua sắm gia tăng cho các hộ kinh doanh tại Sun Grand City New An Thới. Và đây là trục đường AT. Trục đường AT trước đây có giá bán từ khoảng 14 cho đến khoảng 20 tỷ đồng một căn, và hiện tại đang chuyển nhượng lại dao động từ khoảng 15 cho đến khoảng nó sẽ chênh đâu đó khoảng 2 đến 3 tỷ một căn. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới thì anh chị vui lòng liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin về thị trường chuyển nhượng thứ cấp tại Sun Grand City New An Thới, cũng như là các bảng hàng mở bán mới của những căn GT chẵn đường đại lộ Gateway của trực tiếp từ chủ đầu tư. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn này về nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới, tiến độ cập nhật mới nhất vào những tháng cuối năm của năm 2021. Xin chào và hẹn gặp lại.